Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục thống kê, trong quý 1 năm 2024, cả nước xảy ra 6.552 vụ tai nạn giao thông, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1, số người chết do tai nạn 2.700 người chết, 2.900 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong quý 1 năm nay tăng gần gấp 2,8 lần, số người chết tăng gấp 1,9 lần, bị thương gấp 3,2 lần. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng liên tục xử lý nồng độ cồn, ma túy, vi phạm về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Cùng với đó, giáo diết, kiểm tra, xử lý xe quá khổ quá tải, cơ nới thành thùng, xe đi vượt quá tốc độ và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện.